Đây rồi các bạn ơi, cái đồ mà đi làm giải hạn thì ở trong này có 4 bát gạo với lại một chai rượu đây các bạn. Đây, quan xách cái bố nào. Đi. Đi nào, lên đường. Đây nha các bác nha, cái này là hôm qua mẹ em vừa đi cắt về nha, cái này đấy. Cái này có thể làm cốm được nha các bác nha. Hơi già một tí rồi. Nhưng nha, cái lúc mà nó xanh xanh thơm thơm thì còn làm cốm còn tốt. Nào đi con. Dép con đâu? Rồi, nào lấy về đây cho bố treo vào xe nào. Một Dép tí rơi con nào. là dép ô tô mới 40 cho con. Ừ, ôi Dép rồi. con đây này, Sắp dép rơi con rồi. 40 cho con đây này. Sắp bị đổ Đây đây này, này. Đây, bố xem đây nào. này, dép 40 cho con này. Rồi. Đây, treo vào xe. Ồ, quên mũ của con rồi, để bố lên nhà lấy mũ cho đã nhá. Ừ. Đây rồi, ông ngoài đang đợi ở đây đây này. Đấy. Mẹ phải mà con. Ừ. Con phải đến này. Ông ngoài chết theo có được không? Được à? À, đưa đi đi thôi. Ba vừa mới phát đây này. Đây, bên này là một đống cát sỏi đây các bác này. Chuẩn bị doanh nghiệp chuẩn bị đổ đường rồi các bác. Có cái đường mới vào nhà em được bê tông ngon ăn Tết rồi. Ô tô là không chạy đâu không rồi. Mọi hôm là cái chỗ đoạn đường đất này là đau khổ nhất này các bác này. Lên văn bản thăm bếp lửa nhà sàn giữa non ngàn nơi câu then điệu nhạc vẫn rộn ràng sương rơi long lanh trên lá như mồ hôi lưng con áo chạm em. Đến nơi rồi, đến nơi rồi. Người chưa, người bạn kia kìa, nó đi vào nào. Đi, ông ngoại bê xuống nào. Ui dồi, xe của ai mới thế nhỉ? Tiếp, đi vào nào, ăn đi vào nào. Để bố cất xe đã nào. Cất xe đây các bạn. Theo cái túi đồ này các bạn này. Đây, các bác đang làm nước chấm này các bạn này. Đây là chanh, tỏi, ớt, nước mắm. Ô, bạn Hào bị ốm à? An cũng đang ốm này, An cũng đi chơi đi. Đi chơi với ấy đây, các bà đi. Nguyệt nếm xem là nước mắm đã đủ mặn chưa? Có phải thêm muối nữa không? Nó mà chim coi nằm bảo kép 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 ngả. Đây nha các bác nhá, bên này anh chị em đang sắp mâm rồi này. Em đến cũng đã 10 giờ rồi, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Đây bên này các ông đang uống nước này, ngồi đợi này các bác này. Năng nó cái vén quảng hơn nổ. Đây nha các bác nha, em sẽ quay cho các bác xem này. Cái mâm này chỉ nhiều hơn những cái mâm khác là có còn gà đấy các bác, mâm của thầy cúng này. Đây có thịt luộc này, thịt lợn luộc, thịt lợn xào, rau này, có món mọc này các bác này. Mì à? Mì tên là gì đấy?
chỉ đơn giản như thế thôi các bạn, ở trên em ấy. Đây là món rau sạch ở trên Tây Bắc của đây nhá các bạn nhá. Món rau sạch này, món rau rốn này này. Đặc sản của Phóng Yên đây là đang phong hoàng đấy nhá. Đây nhá các bạn nhá, phía bên này thầy cũng đang cúng thổ địa này, em sẽ không vào gần đâu. Thì quay xa cho các bác xem thôi. Vậy là ở khi ở gia đình mình có cái việc gì ấy thì mình cũng sẽ báo cáo với thổ công thổ địa để thổ công thổ địa biết này. Đây đã cúng xong này, đốt vàng mã cất mâm này các bác này. Ngồi xuống con, ngồi xuống đi. Ngồi dịch vào với các anh nào. Nhanh lên, con lấy bát chia nào. Rót rượu uống à? Hả? À, Duy? Rót hẳn rượu à, chia chén đấy. Đã đến giờ ăn cơm rồi này các bác này, đang ổn định này. Nóng bỏ mũi ra con, bỏ mũi ra nào. Đấy. Xem anh múc cơm đây này con này. Đấy. Nào, anh múc cơm nào. Cho anh múc cơm cho nào. Đấy, cho Thi múc cơm cho nhá. Nào ngồi gì còn với các anh nào con. Ngồi gì còn. À chán canh bà ngoại ơi, ăn bà chán canh hết rồi. Chưa thấy múc canh nhỉ. Để bà ngoại đi lấy cho nhá. Nào bắt canh nóng đây. Quang đâu. Quang với An về đây nào, ngồi về đây chú nào. Bảo ông mở nước cho nào, ông mở nước cho cháu rửa tay nào. Đấy con phải bảo ông chứ. Em này như này riêng người nhá. Em hiểu không? Quang ngồi xuống đây ăn cơm nào, ngồi xuống đây nào, ngồi xuống đây với chú nào. Đây con, được chưa? Con nuốt chưa? Đây, anh Quang có ăn thịt không? Đây đây đây, để chú xuống. Đâu? Anh Quang ăn cái gì nào để chú lấy cho nào? Ăn cái gì? Ăn lòng à? Anh đúng rồi, anh giúp cho Quang một cái miếng lòng. Không không, đặt ra ngoài, đặt ra ngoài. Đào lấy tay cầm đấy, Quang lấy tay cầm ăn nào. Đúng rồi. À, ăn nào. Lấy cho Quang một cái bát nào, anh lấy cho Quang một cái bát nào. Đấy. Đấy, anh gắp ít lòng cho Quang nào. Khi gắp thịt cho vào bát nào. Khi gắp cả đỗ kia nữa, đỗ kia cho vào bát cho Quang với lại An nào. Không bát cho vào bát kia. Đấy. Bên kia mấy chị em còn chưa vào mâm ăn cơm này các bác này. Vẫn chưa ổn định được. Cho bác kia lẩu. Ngoài ăn cơm thôi. Các bác cứ uống đi. Nguyễn ơi, múc cho anh bát cơm nào. Trong khoai đi. Không. Đặt vào ao khẩu ao khoan đi, em không uống đâu mà. Đây bát của em đây, rượu của em đây. Thôi em mời mọi người ăn cơm nhá. Nó mới khẩu ngay nè. Uống đi. Ừ.